Hello em gái. Em gái không lo làm đi, em gái lo coi livestream em gái. Ơ bên bên chờ bên chờ bên chờ. Ôi trời ơi, cái kèm như đèn quái các bạn ơi. Chơi nó không? Mà đây. Chơi nó. Anh em coi đây là con bích chờ đầu tiên mà mình giết trong hardcore nha, hay là nó giết mình thì chưa biết. Ê, tại tao hết máu rồi, tao hết bên máu rồi. Chạy đi, chạy đi. Sao mà? Chuẩn bị kênh chat nói tày chuẩn bị tạo ạc mới rồi kìa tày. hello Leo Missy. Trời ơi, hôm nay Trinh nó vô livestream mình nó coi luôn kìa. Hello em gái. Em gái không lo làm đi, em gái lo coi livestream em gái. Em gái coi livestream nhớ đừng có mét chị gái nha. Ô bên bên chờ bên chờ bên chờ. Ôi trời ơi, kèm như đèn quái các bạn ơi. Bên chờ. Chơi nó không? Ở đây. Chơi nó. Ôi bên chờ mà còn có con nào nó quăng cái gì nữa vậy? Đừng má bên chờ mà còn có con mấy con elite đằng sau nó bắn nữa, mình dụ ra đây đi tài ơi. Nó đang nó quấn tài kìa. Có thấy không? Nè. Rồi. Còn thấy elite nó còn ném mấy kia nữa kìa. Lùi ra sau kéo ra khỏi đám quá nó đi. Tính khô máu luôn cả đám đó hả? Ý là giống như lùa tụi nó vô trọng đi đánh cho dễ đó, cho nó cục quái lên băng nè. Chờ, Bích chờ ơi, mày đã tới đúng lúc rồi. Má. Mày chết thật rồi. Anh em đây là anh em coi đây là con Bích chờ đầu tiên mà mình giết trong hardcore nha, hay là nó giết mình thì chưa biết. Ê, tại tao hết máu rồi, tao hết bên máu rồi. Chạy đi. Quên nữa, nãy giờ lo bút máu quên hết bên rồi. Đây có cái bình máu. Đúng rồi. Ở đây có hộp máu nè. Đúng rồi, đó là lấy cua luôn á. Rồi. Ê, nó rớt ra thêm 2 bình kìa, rớt ra thêm 2 bình kìa. Mày sao mà? Sao chuẩn bị kênh chat nói tày chuẩn bị tạo ạc mới rồi kìa tày. Anh em ơi, chuẩn bị tạo ạc mới hay là con bích chờ đầu tiên mình giết đây anh em ơi. Mày tính. Trời ơi, Nó chuẩn bị thì stun được cả. Từ. Nó sắp bị tôn rồi, nó sắp bị tôn rồi. Không áo rồi. Xả chiêu nhiều vô, nó bị tôn là nó dính đam nhiều lắm á. Rồi, bích chờ sắp lên dĩa rồi anh em ơi. Mày đứng đây. Tao còn nhiều máu lắm, mày đừng có lo. Mày. Một người chạy, một người đánh thôi mà. Rồi. Nè đây, nè tới. Tao cưng nó luôn, chứ cưng. Hình như nó khoái giết cậu sao đó, tại nó biết là giết cậu là coi như là mất ạc. Biết thanh niên kia là xong cốt chuyện. Mày á, khác đi mẹ, tao biết thanh niên. Ôi trời, thanh niên của tao. Con bích chờ đâu, xóa ạc chủ thớt, phải. Kinh chát có vẻ thù với chủ thớt. Kinh chát là sáng bây giờ thấy chủ thớt mất 4 ạc. Ôi, chạy rồi, tài ơi, trời ơi. Hết bình máu rồi nha. Hello em gái bích chờ. Mày sao mày? Chạy đi, nếu mà đánh không được thì chạy, đừng có... Khô máu luôn rồi, nghĩ sao? Khô máu nè. Bích chờ đầu tiên. Rớt được cái đũa. Anh em ơi, giết được Bích chờ rồi. Trời ơi, cảm giác giết được Bích chờ hardcore nó khác hẳn luôn á nha. Được món gì đây? Trời ơi.
Con nghe do Fireball sắp quay Travel Forward. Ôi trời ơi. Nhặt được đồ chứng phái của chiêu luôn nè tay. Coi nè. Coi nè tay. Chiêu đập gấu tới bình thường là nè coi nè tay. Chiêu đập gấu tới bình thường là vậy nha. Bây giờ gắn chiêu này vô nè. Trời ơi. Ghê không? Báu vật rồi ơi, giết con bích chờ đã quá anh em ơi, giết bích chờ mà còn ra rớt ra đồ gì, rớt ra đồ chứng phái. Ủa rớt xin tôi dậy cam cái này tím cái này event complete hả? Ủa ui ui bích chờ bích chờ bích chờ kìa anh em ơi, để thử thử lửa nó xíu ơi. Ý. Vô đây mày. Ấy da. Hấp được máu rồi. Để khi nào có giáp, khi nào có giáp thì bật lên đánh nó chứ còn không thôi chắc để hai ra khà lửa nó được rồi anh em ơi. Solo bích chờ đấy. Thiện nói gì à, BOE ra hơn 10 năm có chiều sâu với nhiều content hơn nhiều. Chê vô quá trở nên thập cẩm. Thôi bỏ đi à. Sao bỏ được bạn ơi, con bích chờ hát có mà mình phải ăn cho được. Bích chờ hát có là mình phải ăn chứ sao bỏ được mà đó, hồi hồi siêu xong đập nó hết siêu chạy ăn hai cục máu này kìa. Ui 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 xíu nha anh em, để mình làm thịt xong con bích chờ này cái. Giết bích chờ hack code mới hấp dẫn. Dạ. Thằng này nó cục xúc thì nó lấy đầu nó hút mình luôn anh em ơi. Mẹ bưởi thấy không, dễ mà sốc mà. Bất game rồi.